tại sao Manchester United lại có biệt danh là Quỷ Đỏ? Vào năm 1960, Sir Mark Busby là huấn luyện viên của MU khi đó cảm thấy rất thích thú với biệt danh những chú quỷ đỏ của Sanford, một câu lạc bộ bóng bầu dục tại nước Anh. Từ đó, sau nhiều lần suy nghĩ, ông đã quyết định đặt biệt danh của Manchester United là Quỷ Đỏ hay The Red Devil. Ông cho rằng tinh thần của loài quỷ sẽ giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn sau thảm họa Munich vào năm 1958 và tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ hơn cho màu áo đỏ. Đến năm 1973, Sir Mark Busby đã xin ý kiến ban lãnh đạo đội bóng cùng các cầu thủ bổ sung thêm hình ảnh con quỷ màu đỏ cầm cây đinh ba vào giữa logo, thể hiện đúng tinh thần quỷ đỏ trong văn hóa của Manchester United. Và từ đó đến nay, quỷ đỏ đã trở thành thương hiệu riêng dành cho Manchester United, trở thành tên gọi thứ hai của đội bóng thành Manchester.